Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới, thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu. Cùng tham dự có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng lãnh đạo các vị lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình Thế giới, lãnh đạo các tổ chức hữu nghị với Hội đồng Hòa bình Thế giới, lãnh đạo các ban bộ ngành của Việt Nam. Phát biểu chào mừng đại hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức to lớn. Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng chiến lược và chương trình hành động thiết thực để tập hợp đoàn kết ngày càng rộng rãi, đông đảo các tổ chức, cá nhân và các phong trào hòa bình trong công cuộc đấu tranh chung vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển, công bằng và bền vững. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hòa bình, độc lập, tự do luôn là khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Nhiều thế hệ những con người ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc thân mình chiến đấu hy sinh, chống lại các thế lực xâm lược, đấu tranh không mệt mỏi cho một nền hòa bình chân chính, vì tiến bộ lương tri và phẩm giá con người, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây cũng là lý do mà Việt Nam luôn trân quý giá trị hòa bình, đã và đang không ngừng nỗ lực để duy trì bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Đề cập tới những khó khăn thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển công bằng và bền vững đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta cần nỗ lực đấu tranh để đảm bảo việc tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa tất cả các quốc gia. Chúng ta cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình, giải trừ quân bị và phi quân sự hóa, xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ đưa ra định hướng chiến lược, xây dựng được chương trình hành động, đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng, góp phần tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng cho Hội đồng Hòa bình Thế giới và các vị lãnh đạo Hội đồng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho các tổ chức cá nhân nước ngoài.